Quay trở lại với chuyên mục nhận định soi kèo và dự đoán kết quả của những trận cầu tâm điểm trong ngày hôm nay, thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng đến với kèo bóng tôn tử để chúng ta cùng đi nhận định về cái trận đấu tâm điểm không thể bỏ qua khi mà đội tuyển quốc gia Hà Lan sẽ có cuộc tiếp đón đội tuyển Croatia trên sân nhà của mình. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ bán kết Nation League 2023 sẽ được diễn ra vào lúc 01 giờ 45 phút đêm nay ngày 15 tháng 6 năm 2023. Với những cái thành tích gần đây của cả hai đội bóng, khi mà Croatia đang thi đấu rất là ấn tượng trong những chuyến làm khách, còn đội tuyển Hà Lan thì gần như cũng đã bất khả chiến bại ngay trên sân nhà của mình, khi mà họ cũng đã giành được thắng lợi lên đến 14 trên 16 trận gần nhất trước các đối thủ, thì cũng đang hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ một cái trận cầu cống hiến và đẹp mắt cho người xem vào lúc 01 giờ 45 phút đêm nay. Với cái điểm tựa là sân nhà và một cái phong độ rất ổn định trong khoảng thời gian gần đây, thì việc nhà cái để cái mức kèo chấp 0.5 dành cho Hà Lan thì chúng ta cũng không có gì phải ngạc nhiên cả. Tuy nhiên thì cái mức kèo tài xỉu hiện tại nhà cái cũng đang để ở mức 2/1/4, thì có thể thấy được là giới mộ điệu họ không đánh giá cao cho một cái trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng được ghi dành cho cả hai đội bóng. Với những cái mã kèo chính hiện tại mà nhà cái đưa ra lúc này, thì đâu sẽ là cái sự lựa chọn tối ưu nhất để giới đầu tư như anh em chúng ta đặt niềm tin? Và cái đội bóng nào sẽ là cái kênh uy tín để chúng ta có thể đầu tư cho mã kèo chấp bóng kia? Thì ngay bây giờ xin mời toàn thể quý anh chị em hãy cùng đến với góc nhận định ngay sau đây của kèo bóng tôn tử để chúng ta sẽ có được niềm tin nhất định trước khi các bạn đầu tư nhé. Và trước khi đi vào cái chủ đề chính của video này, thì Tôn cũng xin được gửi lời chúc mừng đến toàn thể những anh chị em đang đồng hành cùng với Tôn trong các hội nhóm. Ngày hôm qua thì cũng đã có được cái chiến thắng tưng bừng trong cái trận đấu mà Tôn cũng đã tâm đắc và gửi kèo lên cho anh em đầu tư. Ngày hôm qua thì anh em trong nhóm cũng đã đầu tư với Tôn ở 5 trận đấu thuộc các giải khác nhau. Và Tôn cũng đã rất vui khi cũng đã mang lại cái niềm vui chiến thắng cho toàn thể anh em ở cả 5 cái trận đấu này, để anh em có được chút đồng trang trải cho gia đình của mình. Có thể là các bạn không ở trong nhóm của Tôn mà xem video này thì cho là Tôn nói khoác lác. Nhưng với những gì mà Tôn đã làm được cho toàn thể anh em đang trong các cái hội nhóm ở trong cái thời gian vừa qua, thì Tôn cũng luôn tự hào khi đã đưa rất nhiều anh em vào bờ một cách an toàn, và cũng đã giúp được rất nhiều bạn hoàn cảnh khó khăn cũng đã cải thiện được cái cuộc sống đời tư của mình. Một lần nữa thì cũng xin được gửi lời chúc mừng đến toàn thể anh em đã luôn có được chiến thắng khi đã đồng hành cùng với Tôn trong những ngày tháng vừa qua. Và Tôn cũng xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý anh chị em cũng đã luôn ủng hộ và yêu mến kèo bóng tôn tử trong thời gian vừa qua nhé. Rồi, góc chia sẻ thì Tôn cũng xin phép được khép lại. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nhận định về hai đội bóng này để các bạn có được những thông tin tốt nhất trước khi chúng ta đầu tư với những cái mã kèo nhà cái đưa ra lúc này. Theo như những thông tin mà chúng tôi có được, thì Hà Lan đã có cái sự thay đổi lớn sau World Cup 2022, khi mà huấn luyện viên Van Gaal đã rời đi và nhường vị trí lại cho Ronald Koeman. Tuy nhiên thì Tôn cũng có cảm tưởng như là Hà Lan dưới thời dẫn dắt của Koeman thì đội bóng màu cam này vẫn chưa đạt được cái sự khó chịu và ổn định như thời của Van Gaal. Và bằng chứng là việc ngay trong cái trận đầu tiên ra mắt thì Koeman cũng đã phải hứng chịu một cái thảm bại với tỷ số 0-4 trước đội tuyển Pháp. Và sau đó thì ông cũng chỉ gỡ gạc lại bằng một cái chiến thắng là 3-0 trước nhược tiểu Gibraltar. Trong khi đó thì trước khi nói lời chia tay cuối cùng với đội tuyển Hà Lan thì Van Gaal cũng đã giúp cho Hà Lan đứng đầu bảng ở Nations League và lọt vào cái tứ kết World Cup 2022. Có thể là Koeman cùng với những học trò của mình vẫn chưa có được những cái sự kết nối nhất định, nên họ chưa triển khai được hết những cái công suất hiệu lực về cái lối chơi của ông thầy này. Và người hâm mộ của đội bóng mệnh danh là cơn lốc màu cam thì cũng vẫn tin tưởng vào một phép màu được tạo ra bởi Koeman trong những giải đấu lớn tới đây anh em nhé. Còn phía bên kia chuyến tuyến là Croatia thì ở khía cạnh nào đó họ vẫn có cái phần ổn định hơn. Croatia thì vẫn giữ được nguyên cái bộ sậu ở World Cup 2022. Sau cái giải đấu này thì họ cũng đã tham dự hai cái trận đấu ở cái vòng loại Euro 2024
khi mà cũng đã hòa xứ Wales và thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn chung thì mọi chuyện vẫn còn đi đúng hướng với Croatia. Giờ đây thì họ đang hướng tới một cái mục tiêu là sẽ chinh phục Leisnik, và cái việc phải làm khách trên đất của Hà Lan có thể sẽ không làm khó được Croatia khi mà họ đang sở hữu cái chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại ở trên sân khách. Tuy nhiên thì điều đáng để chúng ta cần phải lưu tâm đó là niềm tin thì cũng đang chuyển dịch vào cửa Hà Lan trước cái trận đấu này. Và cái tỷ lệ chấp của cơn lốc màu da cam cũng đã tăng từ -1/4 lên đến -1/2 trong cái phiên giao dịch được mở cửa lúc sáng nay. Dù là Croatia chơi rất ấn tượng ở trên sân khách, nhưng Hà Lan gần như cũng là cái kẻ bất khả chiến bại trên sân nhà của mình. Họ cũng đã thắng tới 14 trên 16 trận gần nhất tại đây. Ở trong đó thì Hà Lan cũng chỉ có 3 trận thua kèo trong cái chuỗi trận này. Và 3 cái trận thua kèo này cũng là do họ chấp quá sâu so với đối thủ. Với cái quan điểm của Tôn và những chuyên gia trong ekip kèo bóng Tôn Tử thì cũng vẫn đang đánh giá cái đội chủ nhà Hà Lan cao hơn so với đội khách Croatia. Trong khi đó thì theo như thống kê chúng tôi có được, ở 4 cái trận đấu gần nhất của Hà Lan và 12 trên 20 trận gần nhất của đội bóng này thì cũng đều có từ 3 bàn thắng trở lên được ghi. Với một cái lợi thế sân nhà và cái đội hình trẻ hơn so với đối thủ thì Hà Lan sẽ tạo ra nhiều áp lực cho Croatia trong cái trận đấu tới đây anh em nhé. Và với những thông tin mà chúng tôi có được sau khi cũng đã trao đổi kỹ lưỡng cùng với những chuyên gia trong ekip thì cũng đã chắt lọc được 3 cái mã kèo để anh em có thể cân nhắc được. Đó là tài 0.75 bóng hiệp 1, tài 2.25 cả trận và Hà Lan chấp 0.5 bóng là 3 cái mã kèo tối ưu nhất ở cái thời điểm hiện tại để các bạn có thể đầu tư được nhé. Tuy nhiên thì trên đây cũng mới chỉ là những nhận định theo những thông tin mà chúng tôi có được ở cái thời điểm hiện tại. Có thể là từ giờ đến khi cái trận đấu sắp được diễn ra thì mọi thứ sẽ được thay đổi khi có được cái đội hình ra sân chính thức, cũng như là khi có được những cái thông số chất lượng nhất từ bên đối tác liên minh. Vì thế kèo lúc này Tôn nên vẫn chưa phải là cái kèo chốt hạ. Còn anh em nào mà chơi vui vẻ văn nghệ mà thấy phân tích hợp ý thì các bạn có thể theo, còn không thì anh em cũng có thể đi ngược lại tùy theo ý các bạn nhé. Còn muốn có được những cái kèo chất lượng để các bạn xác định ăn thua với nhà cái thì hãy chủ động liên hệ cho Tôn qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832 406091 hoặc Telegram @kèo bóng Tôn Tử để được tư vấn cũng như là sẽ được vào nhóm VIP đầu tư đường dài cùng với Tôn nhé. Rồi, mọi thông tin thì Tôn cũng đã chia sẻ hết. Kèo thì Tôn cũng đã lên cho anh em tham khảo rồi. Nếu anh chị em nào thấy video của Tôn chất lượng và bổ ích thì mong là các bạn hãy dành tặng cho Tôn một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho Tôn có thêm phần động lực ra thêm nhiều video chất lượng về những cái trận đấu hấp dẫn để các bạn có thể tham khảo nhé. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin phép được kết thúc video này ở đây. Chúc toàn thể anh chị em sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và sẽ luôn chiến thắng ở những trận cầu mà các bạn quan tâm. Xin cảm ơn mọi người cũng đã lắng nghe hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.